Đây là cái mặt trận năm 1979 đánh những vùng như là Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn vân vân đó. Thì cái con đường từ Lào Cai đi về tới Yên Bái là con đường này, là con đường quốc lộ mà chúng tôi nói thân hữu đó, sau nó đổi thành quốc lộ 70. Và đây là mặt trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên là cao điểm năm 1984 và tới năm 89 mới chấm dứt. Đây là trận đánh rất là lớn. Rồi sau đó tiếp tục đánh nhau cho tới sau hội nghị Thành Đô năm 90, thì năm 91 mới hoàn toàn ngưng tiến súng, cho nên đầu đuôi trước sau là khoảng 12 năm. Nhưng thông tin chúng ta nhận được chỉ có một tháng đầu tiên mà thôi. Thì đây là Hà Xuyên, là một cái huyện tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị, mặt trận này nó xảy ra như thế này. Trong cái mặt trận biên giới mà năm 79 đó, thì phía Cộng sản Trung Quốc nó dự định là nó đánh xong nó rút liền. Cho nên là các sư đoàn ở các quân khu của Trung Quốc được tập trung về đánh, xong rồi trong khoảng 29 ngày họ rút. Còn cái mặt trận Vị Xuyên này là cái mặt trận trường kỳ dài hạn, cho nên là sư đoàn của các quân khu cũng về nhưng mà lại thay quân. Ở đây có cái chế độ thay quân. Và cái trận Vị Xuyên nó nổ ra vào ngày 12 tháng 7 là như thế này. Cái đất của phía Trung Quốc nó cao, phía Việt Nam nó thấp, thì nó đã bất thình lình nó đánh cái chỗ này. Chỗ này á, đối với Trung Quốc nó gọi là Lão Sơn và Giả Âm Sơn, tức là hai ngọn núi. Cho nên cái chiến dịch của họ là Nhị Sơn Đoạt Hoàng, lấy lại hai ngọn núi. Thưa quý vị, cái lý luận căn bản của Cộng sản Trung Quốc trong tuyên truyền dân chúng và quân đội Trung Quốc là như thế nào? Tức là ngày xưa mình yếu cho nên Âu Mỹ Nhật nó chiếm những thổ quốc của mình. Bây giờ mình mạnh, mình phải lấy lại đất tổ tiên. Đó là cái giáo dục tuyên truyền trong dân chúng và quân đội Cộng sản ngày hôm nay. Tại sao mình đánh, mình lấy lại? Cũng như cái đảo này của mình, Hoàng Sa Trường Sa của mình. Đó, nhưng mà trước đây là Nhật, Mỹ, vân vân là lấy, thì là bây giờ mình lấy lại nữa. Thế thì thưa quý vị là phía Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã đánh qua đánh lại mặt trận Vị Xuyên này cũng nhiều cấp rồi. Nhiều đoàn, trung đoàn đánh qua đánh lại. Thế tới một lần Cộng sản Việt Nam quyết định là đánh một trận quyết tử để lấy lại cái phần Việt Nam gọi là núi đất mà núi bạc. Thì cái cao điểm của nó là 1509 ngay tại huyện Vị Xuyên. Cho nên đối với Cộng sản Việt Nam gọi chung là mặt trận Vị Xuyên, chứ không phải mặt trận Bình Xuyên đâu, mặt trận Vị Xuyên. Trong lúc vài lần chúng tôi đi nói chuyện, mọi người cứ hỏi mặt trận Bình Xuyên hả? Không, chuyện Bình Xuyên mình chuyện nhỏ, chuyện xưa rồi. Đây là Vị Xuyên. Thì thưa quý vị rằng là phía Cộng sản Việt Nam chuẩn bị ba trung đoàn pháo. Quân đội Việt Nam mình không có đơn vị là trung đoàn pháo, mình là tiểu đoàn thôi. Nhưng mà họ là một trung đoàn pháo, ba trung đoàn như vậy tập trung khoảng hơn 100 khẩu đại pháo nhá, hơn 100 khẩu đại pháo. Cộng với lại ba trung đoàn bộ binh và nhiều những đơn vị đặc công phụ thuộc, tất cả trên 10.000 quân, mười mấy ngàn quân, chưa kể những cái lực lượng yểm trợ. Phía Trung Quốc thì lúc đó họ đã chiếm cái núi đất rồi, cho nên bây giờ là tiền pháo hậu sung. Thì từ cái điểm tập kết đến cái điểm mà coi như khai hỏa, 5 giờ sáng khai hỏa bắn như mưa, bắn nát cái trận địa phía bên Trung Quốc. Cái chiến dịch này đó, nó gọi là, tôi nhớ HB84 là do Văn Tiến Dũng mà các cố vấn Nga bày cái kế hoạch để đánh. Thưa quý vị, bắn từ 5 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ sáng là tan nát hết trận địa rồi. Quân Cộng sản Việt Nam tràn lên. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Không có thằng Trung Quốc nào đấy. Mình đã bắn gió suốt 100 khẩu đại bác, hơn bắn gió suốt mấy tiếng đồng hồ, tan nát trận địa mà không có thằng tàu nào hết ạ. Thưa quý vị, đây là chuyện thật, không phải chuyện đùa đâu. Tin tình báo đã bị lộ, nó rút hết. Không ai mà đi thẳng vào đó hứng pháo hết, quý vị đúng không? 100 khẩu pháo, chiến tranh Việt Nam mình chưa bao giờ có 100 khẩu pháo tập trung bắn một lần nhé. Đó, mà bây giờ nó 100 khẩu đại pháo nó bắn, bắn nát hết trận địa, tràn lên không có thằng tàu là hết. Bây giờ mới biết là mình hố. Giống như là trận Hoa Kỳ mà dụ hạm đội của Nhật mà đánh trận Midway, lại lọt vào ổ phục kích. Thành ra khi mà quân Cộng sản Việt Nam lên, thì Trung Quốc bắt đầu nó pháo. Cả cái đoàn quân nằm trường ra trên một cái trận địa mà không còn chỗ trú ẩn hết, rừng mình phá nát hết trơn được một cái đồi trống. Thưa quý vị, trong một ngày hôm đó ít nhất là 3.000 đến 3.700 người chết trong một ngày hôm đó. Cuộc chiến Việt Nam chúng ta khốc liệt, dù là B-52 thả đến thế nào đi chăng nữa, chưa bao giờ có một ngày mà chết số lượng thương vong lớn như vậy. Chưa bao giờ. Và sau đó thì kể như quân Việt Nam bỏ trận địa, không bao giờ dám có ý tưởng lấy lại nữa. Thì cái vấn đề không minh danh như chúng tôi đã trình bày lý do tại sao. Và cái sư đoàn mà chủ lực trong cái trận này là sư đoàn 356 được thành lập ở Nghệ An, đưa lên trên đó đánh. Mà quý vị để ý, chính Cộng sản cũng là thú nhận. Hầu hết những binh sĩ chết
là đều là những trai trẻ 18, 19, 20 hầu hết. Và sau bao nhiêu năm bị quên lãng như vậy thì mới đây thì ông Trương Quý Hải là một người nhạc sĩ trong cái sư đoàn 356. Sư đoàn này sau khi thất trận cái trận đó rồi bị giải tán luôn. Chưa bao giờ có cái chuyện giải tán cả sư đoàn. Và khi giải tán như vậy rồi, những binh sĩ đó không có ai lo giấy tờ thủ tục cho họ để xác nhận cho họ cái việc bồi thường, cái việc mà tiền thu vân vân, cũng có nhiều trường hợp, tôi không nói là tất cả, chưa được giải quyết. Và mới đây thôi thì cái nhóm đó một số người ít mới làm cái bài hát Đồng đội ơi về đây và vào trong dinh chủ tịch hát cho ông Trương Tấn Sang nghe. Thưa quý vị vào Google, quý vị vào YouTube, quý vị nghe cái bài Đồng đội ơi về đây, phải công nhận nó là một bài hát rất là cảm động. Chưa bao giờ chúng tôi thấy lính cộng sản khóc lóc đến như vậy. Một trận chiến tàn khốc, chết không có tí chiến thắng. Bề ngoài thì vẫn nói rằng là chúng ta đã bảo vệ được phương Bắc biên giới, nhưng mà thực ra đã mất. Thì mới đây, cách đây chừng hơn một tháng, thì cái ông nguyên phó tư lệnh quân khu 2, quân khu 2 là quân khu phía bên đây, còn quân khu 1 bên đây, tức là ông Nguyễn Đức Huy. Ông Nguyễn Đức Huy đó là nguyên phó tư lệnh, thiếu tướng, thì bây giờ về hưu rồi, mới đứng ra làm hội liên lạc những cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, ngoài sư đoàn 356 còn một số sư đoàn khác nữa. Ông này tuyên bố gì? Trong cái mặt trận Vị Xuyên, quân dân nhưng thực ra là quân là nhiều, chết khoảng 4.000 người. Nhá. Chung mặt trận đó, chứ không phải chia riêng cái trận mà lấy lại nước tổng cộng. Có những ngày quân Trung Quốc nó bắn khoảng 80.000 tới 90.000 quả đạn pháo lớn một ngày trong một ngày. Trong một tuần lễ là 10 ngày nó lên tới cả triệu viên. Thì phía bên đây chết cũng rất nhiều. Nhưng cái điều đáng nói là gì? 2.000 đồng đội chưa lấy được xác tới ngày hôm nay, 30 mấy năm rồi. Vì sao? Mất trận địa. Mình đâu có làm chủ được trận địa đâu. Đó, đến khi mà tràn lên bị nó pháo kích chết rồi là coi như là rút lui, bỏ lại nguyên cái trận địa như vậy. Cho nên tới ngày hôm nay thành ra cái bài hát là gì? Đồng đội ơi về đây. Mặt trận đã im tiếng súng rồi mà xác anh ở đâu? Vẫn là khe núi lũng sâu, không có lấy được 2.000 người, chứ không phải chỉ có vài chục người ở Hoàng Sa hay Trường Sa như chúng ta thấy. Thì những cái thông tin đó bây giờ đầy rẫy ở trên YouTube và Google. Quý vị đánh chữ mặt trận Vị Xuyên và bài hát Đồng đội ơi về đây. Quý vị có muốn nghe thử bài này không? Có. Nghe thử cho biết nha. Ồ, không biết. Không biết. À, nói như thế hết.